Đừng bảo với tao là mày lại ăn chơi ra sản phẩm nhá. Anh cho em một lý do để em đồng ý cưới anh không? Tôi chỉ muốn xếp web đi cho rồi. Tỉnh lại. 5 năm sau, tớ sẽ tặng cậu một món quà to hơn, đó chính là làm bà chủ một công ty lớn, được chứ? Quái gì thế này nữa? Anh, mày đây làm gì đấy? Xin tiền đấy à? Hết tiền rồi nhá. Anh nỡ lòng nào đối xử với thằng em trai duy nhất của anh như thế? Chính vì mày là em trai tao khiến tao khốn khổ khốn nạn như này, cái loại phá hoại. Em thề với anh, đây là lần cuối cùng của em. Anh biết em làm nhà đầu tư lâu dài mà. Em sau lần này em sẽ rước cho anh về một cô em dâu. Mày định làm cái trò gì đấy? Đừng bảo với tao là mày lại ăn chơi ra sản phẩm nhá. Không đời nào, em không phải là những người như thế. Sao anh lại nghĩ em như vậy nhở? Chính vì mày là em trai tao đấy. Mày mà ngoan ngoãn một tí là đã bớt khổ rồi. Anh có biết Nhung không? Để em nói cho anh biết nhá. Nhung là em gái của giám đốc Tùng, đang làm ăn hợp tác với cả bên anh đấy. Em sẽ rước cô về làm cô em dâu của anh. Nghe cũng được đấy nhở. Nếu muốn như vậy thì anh phải đầu tư cho em. Tiền, lúc nào cũng tiền. Này, cầm lấy. Em xin. Tiêu pha ít thôi, tao không phải ngân hàng không đáy đâu. Anh hãy tin là em tốt rồi này. Em đi đây. Đi. Sau hôm nay, nếu mà thành công, tôi nhất định cậu sẽ mời cậu một bữa ra trò. Nhớ đấy. Ừ. Đấy, cậu ngồi xuống nói chuyện nước. Thế nào rồi, hồi hộp không? Hộp lắm. Wow, cậu còn định... nhân dịp đặc biệt ngày hôm nay, thì tôi sẽ cầu hôn cậu ấy luôn. Chúc mừng cậu nhé. Chào em. Thế thôi, hai người nói chuyện nhá. Mình xin phép vào trong nhá. Cảm ơn Quyên. Hôm nay có em việc gì đấy? Thực ra thì cũng không có gì cả. Anh chỉ muốn nói với em là anh nhớ em nên anh muốn mời em đến thôi. Đây là căn nhà anh mới mua và nó đang cần một bà chủ. Ngày hôm nay anh có một món quà đặc biệt tặng em. Làm vợ anh nhé. Anh cho em một lý do để em đồng ý cưới anh được không? Tại sao chứ? Anh có nhà, anh có tiền, anh nhà gia đình đầy đủ. Anh có thể chơi một mái ấm mà. Tại sao mẹ từ chối anh? Em không cần một người đàn ông giàu có lấy tiền của gia đình, mà em cần một người đàn ông có định hướng và chí hướng về tương lai. Tại sao không? Sao em lại có thể nói là anh là người không lo cho gia đình được? Anh là người không có chí hướng được? Sao em không tin tưởng anh? Em không thấy anh rất là chơi bời à? Gia đình anh đang gặp chuyện, đang phá sản, và bây giờ em vẫn vung tiền để em mua nhà. Anh xem bên này.
sắp tới anh trai anh có thể hộ tòa đấy. Và bây giờ điều quan trọng nhất là anh nên về giúp đỡ gia đình mình. Sao hả? Về ngay đi. Vâng, con đến luôn nhá. Trời ơi, tại sao cô lại ở đây thế này? Lại còn uống rượu, lại còn hút thuốc. Tại sao cô lại hành hạ bản thân của mình như thế này hả Thái? Quyên. Quyên. Vì tớ là một thằng tồi nên Trung mới bỏ tớ. Vì thế anh tớ mới nằm liệt giường vì bệnh. Tôi chỉ muốn chết quét đi cho rồi. Tỉnh lại, đứng dậy đi, đứng dậy đi và tỉnh lại. Hãy để cho bố mẹ cậu tự hào vì cậu. Hãy thay đổi đi. Hứa với tớ, bắt đầu từ ngày hôm nay hãy thay đổi, được không Thái? Hứa với tớ nào. Con sẽ làm được. Giám đốc, xin phía khách hàng tôi cần anh kiểm tra lại số tài liệu này. Anh ký vào đây nhá. Okay. À, mẹ ơi, con xin phép nhá. Con có việc bận một chút. Buổi chiều nay tôi còn lịch hẹn nó không nhỉ? Trao đổi những sản phẩm mới nhé. Xin chào. Chào anh Thái. Tôi là trưởng phòng công ty GB Media. Rất vui khi được hợp tác với công ty anh. Rất vui được hợp tác với bạn. Chào Nhung, lâu rồi không gặp. Hai người nói chuyện nhé, mình đi ra ngoài. Cảm ơn Quyên. Mời Nhung ngồi. Dạo này anh khỏe không? Anh dạo này vẫn khỏe. Em về nước từ khi nào vậy? Em về cũng gần một năm nay rồi. Thật là bất ngờ, anh Thái của 5 năm về trước khác hoàn toàn. Nhắc về chuyện ngày xưa thì anh hồi xưa đúng là một thằng ất ơ. Cũng là may mắn khi anh đã có thể được như ngày hôm nay. Nó cũng là một cái anh cố gắng rất là nhiều. Cảm ơn em. Không sao, bây giờ anh có thể trả thù em được rồi đấy. Lời con gái chê anh thấp kém ngày xưa, bây giờ có thể rút lại được lời nói được không ạ? Anh nghĩ là không. Cái ngày đấy, nhờ có em mà anh có thể thích từng được như bây giờ. Anh lẽ ra là phải cảm ơn em là người đầu tiên. Không đâu, người anh cần cảm ơn là Quyên. Quyên lại đồng hành cùng anh trong những lúc anh khó khăn nhất. Quyên chính là người có công lao nhất. Anh nên cảm ơn Quyên đi. Thật ra lúc đó em có thể nhìn thấy tình cảm của hai người có thể tiến triển được. Và lúc đấy anh chỉ muốn chinh phục em thôi. Quyên và anh đã là bạn bè rất là lâu rồi. Và 5 năm qua, chính Quyên đã giúp đỡ anh được như ngày hôm nay. Luôn luôn ở bên cạnh và đồng hành với anh trên mọi nẻo đường. Anh cảm thấy rất là biết ơn Quyên. Nhưng mà để mà tình cảm tiến xa hơn thì anh nghĩ... Em có mắt nhìn làm đấy. Anh nên suy nghĩ kỹ lại đi. Em uống nước đi. Sao hôm nay gặp lại tình cũ mà mặt có vẻ thất thần thế này? Thất thần gì đâu. Tớ cũng trưởng thành hơn rồi. Mấy cái chuyện đấy tớ cũng chẳng nhớ nữa. Có chắc không? À mà này. Hả? Nói đến chuyện là năm xưa, tớ có chuyện này muốn nói với cậu. Ngày trước tớ đã chưa cảm ơn được cậu. Ngày hôm nay tớ muốn cảm ơn cậu vì cậu đã không quay lưng lại với tớ.
Cảm ơn cậu, 5 năm qua đã ở bên cạnh tớ lúc tớ những lúc khó khăn. Vậy thì hôm nay tớ ở đây tớ muốn tặng cậu một món quà để thay lời cảm ơn. Và tớ muốn cùng cậu đi đến cuối cuộc đời này. Cậu đồng ý chưa? Ngày trước, cậu tặng người khác một món quà có khi là to hơn cơ mà nhở? Vậy thì 5 năm sau tớ sẽ tặng cậu một món quà to hơn, đó chính là làm bà chủ một công ty lớn, được chứ? Ôi, cậu là to nhất rồi, còn gì quan trọng hơn nữa ở đây? Vậy thì cậu đồng ý đúng không? Baby, pull me closer, let's fall in love.